Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón xem bản tin tổng hợp các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cùng các sự kiện nổi bật diễn ra trong tuần. Hòa chung khí thế sôi nổi của ngày hội giao quân trên cả nước, sáng ngày 25 tháng 2, 18 trên 18 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Quảng Nam long trọng tổ chức lễ giao quân nhận quân năm 2024. Trong không khí phấn khởi của những ngày đầu xuân mới, những thanh niên ưu tú của các huyện, thị xã, thành phố tự hào được khoác lên mình bộ quân phục màu xanh áo lính, nguyện ra sức phấn đấu học tập, rèn luyện, cống hiến sức mình cho sự nghiệp xây dựng quân đội và bảo vệ Tổ quốc. Năm nay, toàn tỉnh Quảng Nam tiến hành giao 2.554 thanh niên vào các đơn vị nhận quân gồm Bộ Tổng Tham mưu, Quân đoàn 3, Quân chủng Phòng không Không quân, Quân chủng Hải quân, Vùng Cảnh sát Biển 2, Tổng cục Hậu cần, Sư đoàn Bộ binh 2, Sư đoàn 315, Bộ Tham mưu, Trường quân sự quân khu 5, Lữ đoàn 575, Lữ công binh 270, Trung đoàn 885, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. Trong đó, có 271 thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng và trung cấp. Được biết, đợt này có 237 lá đơn tình nguyện của các thanh niên ưu tú trên địa bàn toàn tỉnh xin tình nguyện nhập ngũ, cống hiến sức mình xây dựng quân đội và bảo vệ Tổ quốc. Đúng 7 giờ 15 phút ngày 25 tháng 2, toàn tỉnh Quảng Nam đã hoàn thành xong công tác giao nhận quân, đảm bảo trang nghiêm, nhanh gọn, an toàn, đạt 100% chỉ tiêu. Thật sự là ngày hội của tuổi trẻ tỉnh nhà lên đường xây dựng quân đội và bảo vệ Tổ quốc. Những bó hoa tươi thắm, những lời động viên trước lúc lên đường của các đồng chí lãnh đạo quân khu 5, tỉnh Quảng Nam, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và chính quyền địa phương cùng những lời chào tạm biệt của người thân, gia đình như tiếp thêm ý chí, nghị lực để mỗi thanh niên ưu tú của quê hương Quảng Nam ra sức phấn đấu, học tập rèn luyện trong môi trường quân đội, xứng đáng với truyền thống quê hương trung dũng, kiên cường. Sáng ngày 27 tháng 2, tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng nhiệm kỳ 2020-2025, 15 năm thi hành điều lệ đảng và tổng kết chỉ thị 35 ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị khóa 12. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy và đồng chí Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam, đồng chủ trì hội nghị. Báo cáo tổng kết thực hiện chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị khóa 12 do đồng chí Lê Văn Dũng trình bày nêu rõ, kết quả đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đã tạo ra động lực mới, góp phần tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với đảng. Về tổng kết công tác xây dựng đảng của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá, trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự phối hợp hỗ trợ của các ban, bộ, ngành trung ương, Đảng bộ tỉnh đã nêu cao quyết tâm chính trị, tinh thần đoàn kết, thống nhất tư tưởng và hành động, kịp thời cụ thể hóa, triển khai thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm và 3 giải pháp đột phá của nghị quyết Đại hội 13 của Đảng đạt được những kết quả nhất định. Hệ thống các văn bản về công tác tổ chức xây dựng Đảng của Trung ương được Ban Thường vụ Tỉnh ủy cụ thể hóa, ban hành đầy đủ, chặt chẽ, kịp thời, phù hợp với tình hình thực tiễn. Công tác cán bộ được tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện tốt. Các khâu trong công tác cán bộ được thực hiện nền nếp, chặt chẽ. Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đạt nhiều kết quả quan trọng. Đến nay đã sắp xếp giảm 52 phòng, ban và tương đương, 43 đơn vị sự nghiệp thuộc các sở, ban, ngành và đầu mối trực thuộc, tinh giản 2.261 biên chế trong toàn hệ thống chính trị. Tổng kết 15 năm thực hiện điều lệ đảng 2011-2025, báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho biết, qua các nhiệm kỳ, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã khắc phục khó khăn, nỗ lực vươn lên, đoàn kết, thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng đảng đạt được nhiều kết quả tích cực. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung tham luận các nội dung liên quan đến việc triển khai chỉ thị 35, gắn với công tác tổ chức cán bộ, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội các cấp, tiến đến đại hội Đảng 14 sắp đến. Sáng ngày 25 tháng 2, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết đến thăm chúc mừng Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, đóng chân trên địa bàn thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam. Báo cáo với Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam cho biết, bệnh viện có quy mô 1.270 giường bệnh kế hoạch, thực kê 1.651 giường, có 24 khoa lâm sàng, 6 khoa cận lâm sàng và 8 phòng chức năng. Tuy nhiên,
quá trình hoạt động của bệnh viện còn gặp nhiều khó khăn. Điển hình như năm 2023, thuốc, vật tư tiêu hao, trang thiết bị thiếu làm ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ người bệnh. Tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Chiết chúc mừng năm mới, đồng thời biểu dương thành quả mà bệnh viện đạt được trong thời gian qua. Mặc dù giữa điều kiện gặp nhiều khó khăn, nhất là cơ sở vật chất xuống cấp, thiếu trang thiết bị trong khi lượng bệnh nhân lớn, bệnh viện đã cố gắng nghiên cứu, đưa vào áp dụng kỹ thuật chuyên sâu vào khám chữa bệnh. Nhân ngày truyền thống của ngành y, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết chúc mừng đội ngũ cán bộ, y bác sĩ và nhân viên của bệnh viện luôn nỗ lực hoàn thành sứ mệnh chăm sóc sức khỏe nhân dân. Mong rằng tập thể bệnh viện, các y bác sĩ luôn yêu đời, yêu nghề vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân. Chiều ngày 26 tháng 2, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng đến thăm một số cơ sở y tế tại phía Bắc, Quảng Nam nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng đã đến thăm Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam, Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công tỉnh Quảng Nam, Trung tâm Y tế thành phố Hội An. Tại đây, đồng chí Lê Văn Dũng tặng hoa và gửi lời chúc mừng đến tập thể lãnh đạo, cán bộ y bác sĩ, người lao động nhân ngày truyền thống của ngành. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các đơn vị trong công tác chăm lo sức khỏe nhân dân, nuôi dưỡng điều dưỡng người có công và thân nhân người có công tại địa phương và khu vực lân cận. Đồng chí Lê Văn Dũng cũng tiếp thu nhiều kiến nghị xác đáng của lãnh đạo các đơn vị về khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động và cho biết, tỉnh ủy sắp tổ chức hội nghị chuyên đề để xem xét tháo gỡ nhiều khó khăn của ngành y tế. Đồng chí Lê Văn Dũng mong muốn tập thể lãnh đạo, y bác sĩ, người lao động tại các đơn vị tiếp tục đoàn kết, đồng lòng vượt khó, nuôi dưỡng đam mê, nhiệt huyết trong công việc, hết lòng phục vụ bệnh nhân để luôn xứng danh là thầy thuốc như mẹ hiền như lời Bác Hồ dạy. Cùng thời gian này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Chí Thanh đến thăm, chúc mừng tập thể lãnh đạo, y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam. Cùng với việc nâng cao trang thiết bị khám chữa bệnh, công tác đầu tư nhân lực được xem là một trong những nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh của Bệnh viện Vĩnh Đức. Bệnh viện luôn chú trọng đào tạo, nâng cao chất lượng tay nghề cho đội ngũ cán bộ, y bác sĩ thông qua việc mời các bác sĩ có kinh nghiệm từ thành phố Hồ Chí Minh, Huế, Đà Nẵng bằng cách hợp tác, liên kết trong triển khai ứng dụng các kỹ thuật cao. Ghi nhận những nỗ lực của Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Chí Thanh đánh giá cao, biểu dương những đóng góp của Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức trong hệ thống y tế tư nhân trên địa bàn tỉnh. Đây là bệnh viện có bước phát triển không ngừng về quy mô và chất lượng, là điển hình tiêu biểu, có đóng góp tích cực trong việc chăm sóc sức khỏe người dân trong và ngoài địa phương. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Chí Thanh gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến tập thể lãnh đạo, y, bác sĩ, nhân viên, người lao động tại bệnh viện. Đồng thời mong muốn Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, không ngừng nâng cao chất lượng chuyên môn, phát huy phẩm chất cao đẹp của người thầy thuốc để tiếp tục gắn bó với công việc, cống hiến cho xã hội. Sáng ngày 28 tháng 2, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 2 năm triển khai thực hiện đề án 06 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì hội nghị. Thời gian qua, các sở, ban, ngành, địa phương chủ động bám sát các chỉ thị, kế hoạch, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh, tổ công tác triển khai đề án 06 tỉnh và hướng dẫn của các bộ chuyên ngành, phối hợp chặt chẽ với công an tỉnh và các cơ quan chuyên môn trong tham mưu, triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của đề án đảm bảo tiến độ, yêu cầu đề ra. Đến nay, 100% cơ sở khám chữa bệnh, bệnh viện trên địa bàn tỉnh đã bố trí thiết bị đọc mã QR phục vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế sử dụng thẻ căn cước công dân và ứng dụng VNEID. Công an tỉnh quyết tâm hoàn thành hai nhiệm vụ, đã cấp hơn 1,4 triệu căn cước công dân cho 100% công dân đủ điều kiện cấp trên địa bàn, vượt chỉ tiêu được giao về tạo lập, đăng ký thành công hơn 760.000 tài khoản định danh điện tử. Kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Chí Thanh đề nghị các cấp, các ngành cần xác định, bám sát chủ đề thực hiện năm 2024 là năm hoàn thiện hạ tầng công nghệ, số hóa, kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ xây dựng chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, công dân số. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ chậm theo lộ trình đề án, triển khai có hiệu quả nhiệm vụ thuộc đề án 06 và các giải pháp trọng tâm. Bên cạnh việc tháo gỡ các vướng mắc về kinh phí, chú trọng công tác tuyên truyền, các cấp, các ngành cần quán triệt, tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn trong quá trình triển khai thực hiện đề án 06, đồng thời phát huy vai trò của tổ công nghệ cộng đồng trong quá trình triển khai thực hiện.
Chiều ngày 28 tháng 2, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp với các sở, ngành, địa phương liên quan để nghe báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh. Giai đoạn 2023-2025, Quảng Nam sẽ tiến hành sắp xếp 10 đơn vị hành chính cấp xã để giảm 8 xã, 2 đơn vị hành chính cấp huyện để giảm 1 huyện là sáp nhập huyện Nông Sơn và Quế Sơn. Trên cơ sở ý kiến góp ý của Bộ Nội vụ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã có báo cáo giải trình các nội dung liên quan và hoàn chỉnh phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025 theo đề nghị của Bộ Nội vụ. Theo lộ trình đề ra, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố có đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sắp xếp căn cứ theo quy định của pháp luật, thực hiện xây dựng đề án sắp xếp cấp xã của địa phương, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 10 tháng 4 năm 2024. Theo lộ trình, đề án sẽ trình Hội đồng Nhân dân cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh xem xét, ban hành nghị quyết thông qua trước ngày 25 tháng 6 năm 2024. Đến trước ngày 30 tháng 6 năm 2024, Quảng Nam sẽ trình Chính phủ xem xét, phê duyệt. Ban chỉ đạo nhấn mạnh, đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của tỉnh năm 2024. Nếu không hoàn thành thì người đứng đầu cấp ủy, chính quyền của đơn vị phải chịu trách nhiệm. Chiều ngày 29 tháng 2, Ban chỉ đạo cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động năm 2023, triển khai thực hiện cuộc vận động năm 2024. Năm 2023, các hoạt động thực hiện cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam diễn ra sôi nổi và đạt hiệu quả. Ban chỉ đạo cuộc vận động tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện tốt công tác thanh tra kiểm tra, kịp thời biểu dương khen thưởng, thực hiện tốt chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Qua đó góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan quản lý nhà nước, thay đổi nhận thức và hành vi của người tiêu dùng, ưu tiên sử dụng hàng Việt khi mua sắm, tiêu dùng cá nhân. Năm 2024, các tổ chức chính trị xã hội, các sở, ban, ngành là thành viên ban chỉ đạo của tỉnh tập trung triển khai thực hiện cuộc vận động bằng chương trình, kế hoạch phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn và chỉ đạo hệ thống ngành dọc đến các địa phương trong tỉnh tổ chức thực hiện. Tuyên truyền, vận động cán bộ công chức viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị, các tầng lớp nhân dân và người tiêu dùng ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam, hàng sản xuất trong nước, trong tỉnh, sản phẩm OCOP, sản phẩm truyền thống của địa phương để phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng. Sáng ngày 27 tháng 2, Hội đồng Tập Lê Trường Xuân thành phố Tam Kỳ long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 553 năm Thượng Đợi Thủy Tổ Lê Tấn Trung và đón nhận bằng di tích lịch sử cấp tỉnh mộ thủ tài Hầu Lê Văn Thủ. Ngài Lê Tấn Trung được vua Lê Thánh Tông phong là Bình Chiêm Triệu Quốc Công vì đã có công Bình Chiêm mở cõi vào phương Nam năm 1471. Đồng thời ở lại trấn thủ Châu Lễ Dương, ngày nay là các huyện Núi Thành, Tam Kỳ, Thăng Bình, Quế Sơn, Duy Xuyên. Theo dòng lịch sử, danh tướng Lê Văn Thủ, quê làng Trường Xuân, Tổng Chiên đàn Trung Phủ, nay là phường Trường Xuân, thành phố Tam Kỳ, xuất thân trong một gia đình vọng tộc, là hậu duệ đời thứ 10 của Bình Chiêm Triệu Quốc Công Lê Tấn Trung, là thân phụ của danh tướng Lê Văn Long. Với những công lao, đóng góp cho Triều Tây Sơn, ông được vua Quang Trung phong tước thủ tài hầu vào năm 1789, sắc ban tước hầu cho ông hiện còn lưu tại tộc Lê phường Trường Xuân. Phần mộ thủ tài hầu Lê Văn Thủ nằm trong khu lăng mộ tộc Lê Trường Xuân thuộc khối phố Xuân Tây, phường Trường Xuân. Ngày 24 tháng 11 năm 2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành quyết định số 2540 công nhận xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh đối với di tích mộ thủ tài hầu Lê Văn Thủ. Đây là dấu mốc để thành phố Tam Kỳ tiếp tục gìn giữ, bảo tồn, phát huy giá trị di tích, qua đó giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ. Thưa quý vị và các bạn, vào ngày 12 tháng Giêng âm lịch vừa qua, người dân làng Kim Bồng, xã Cẩm Kim, thành phố Hội An tổ chức ngày hội làng nghề mộc Kim Bồng. Hàng ngàn du khách đến tham quan, trải nghiệm làng nghề mộc và các nghề thủ công mỹ nghệ. Từ sáng sớm, các nghệ nhân, thợ làm nghề và người dân tập trung tại đình tiền hiền của làng để tổ chức lễ cúng tổ nghề mộc. Tạ ơn tiên nhân đã tạo dựng và phát triển nghề mộc tại xã Cẩm Kim, thành phố Hội An cho đến ngày nay. Ngay sau nghi lễ cúng tổ nghề, nghệ nhân Huỳnh Di, người có gần 70 năm gắn bó với nghề mộc tại làng Kim Bồng thực hiện nghi thức phạt mộc. Đây là một trong những nghi lễ quan trọng khi xây dựng ngôi nhà gỗ cổ truyền tại thành phố Hội An.
Phạt mộc là nghi lễ trình báo với các vị thần linh, thổ địa, ông tổ nghề mộc trước khi khởi công xây dựng ngôi nhà gỗ cổ truyền. Qua một quá trình dài mình thực tế cái nghề, tất cả các nghề thủ công bị mai một, thì thông qua cái Hội An gia nhập thành phố sáng tạo thì đó cũng là một cái hướng đi rất là sáng suốt của chính quyền thành phố để cho tạo ra cái không gian để bảo tồn các cái trị văn hóa của các nghề truyền thống, nhất là làng mộc Kim Bồng. Ngày hội làng nghề mộc Kim Bồng có hai phần lễ và hội, được tổ chức theo đúng phong tục truyền thống lễ hội của người Kim Bồng xưa, thông qua tái hiện lại không gian làng nghề và các hoạt động trình diễn nghề mộc và các nghề dệt chiếu, đan thúng, điêu khắc trên gỗ cùng các trò chơi dân gian. Ngày hội có hơn 50 nghệ nhân tham gia trình diễn các công đoạn chế tác sản phẩm ở các nghề như mộc, dệt chiếu, đan thúng, đóng sửa tàu thuyền, điêu khắc gốc tre, phục vụ nhu cầu tham quan, tìm hiểu văn hóa của du khách. Tôi sống ở Hội An đã hơn 9 năm rồi. Cứ vào dịp này, tôi và những người bạn của mình đến đây tham gia ngày hội nghề mộc truyền thống. Mỗi lần đến đây đều cho tôi những trải nghiệm thú vị về văn hóa truyền thống, con người và ẩm thực của thành phố Hội An. Lễ hội rất là đặc biệt. Bởi vì, ví dụ vườn tượng, mình cũng làm hội lễ hội ẩm thực này kia, nhưng mà không... Nó dành cho một cái tầng lớp khác, cho người du lịch, người ở xa tới. Còn ở đây có mang cái hơi của dân ở đây, có cái hơi bản địa, nó có cái hơi gì khác lắm. Nó khác tất cả mọi cái lễ hội mà làm có vẻ là làm để làm du lịch. Cái này cũng làm du lịch, nhưng mà thật sự là họ dân ở trong làng đây, trong cái địa phương Kim Bồng này, họ đổ tâm sức ở đây nhiều lắm. Có cái sự tham dự rất là đông đảo, mà tự trong lòng á, tôi nghe có cảm giác là tự trong lòng người ta tham dự á. Tại ngày hội làng nghề mộc Kim Bồng, người dân địa phương cùng hàng ngàn du khách tham gia các hoạt động hội như hội đua thuyền, hát bài chòi, tham quan trình diễn và trưng bày các sản phẩm của làng nghề, thưởng thức các món ăn truyền thống của địa phương. Năm 2016, nghề mộc Kim Bồng được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Những năm qua, thành phố Hội An triển khai hiệu quả đề án phát triển du lịch cộng đồng gắn liền với các làng nghề truyền thống và hệ sinh thái bản địa tại làng Kim Bồng, đồng thời tạo ra sản phẩm du lịch vào không gian du lịch hài hòa hơn, biểu đạt được các giá trị văn hóa dân gian. Phóng sự vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tuần này. Chương trình do Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Nam tổ chức thực hiện. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.